Chúng ta đã thử những cái dạng quảng cáo khác nhau, ví dụ như chúng ta ra studio và chúng ta chụp những bức hình đẹp, hay là chúng ta đã đầu tư rất là nhiều tiền để chúng ta đi những cái địa điểm đẹp và chúng ta có những bức hình đẹp để quảng cáo cái sản phẩm của mình, hay là chúng ta đã thử quay những cái video quảng cáo, hay là chúng ta đã có thể thử bằng cách đó là chúng ta live stream, nhưng rồi cái kết quả chúng ta vẫn không được như kỳ vọng. Và cái điều này không chỉ dừng lại ở các bạn, mà Linh cũng đã có nhiều thời gian bắt đầu thử nghiệm và trải nghiệm với những cái điều đó, nhưng rồi sau đó kết quả nó vẫn không như kỳ vọng của mình, cái giá quảng cáo nó cũng ngày càng tăng lên và nó vẫn không đạt được hiệu quả như kỳ vọng. Và lúc đó Linh mới suy nghĩ là cái điều gì nó mới tạo nên một cái hiệu quả về quảng cáo. Và cho đến tháng 4 năm 2020 vừa rồi, Linh bắt đầu tìm ra được cho mình một cái công thức để gia tăng về doanh số của mình, gia tăng về lợi nhuận của mình và giảm cái chi phí quảng cáo xuống. Và cái điều này sau đó Linh cũng đã áp dụng cho cái công thức của với đội nhóm của Linh. Và cái điều này nó đã tạo ra một cái sự kết quả vượt trội, đó là bằng chứng là gì ạ? Cái doanh số của Linh trong năm 2020 vừa rồi đã tăng lên gấp 3 lần và lợi nhuận tăng lên gấp 4 lần. Và trong lúc đó chi phí quảng cáo nó giảm đi phải 3 đến 4 lần so với trước đây. Vậy thì cái điều gì nó đã tạo nên một sự thay đổi như vậy? Và đó chính là Linh đã xây dựng được cho mình một cái thương hiệu cá nhân ở trên Internet. Bằng cách đó là Linh tạo ra cho mình được những cái video hàng triệu lượt xem, hàng triệu lượt follower. Ví dụ như Facebook của Linh đã có được gần 1 triệu lượt follower chỉ trên đó là cái kênh Lê Chỉ Linh. Và Linh còn một kênh khác nữa, hơn 500.000 lượt follower. Và bên cạnh đó thì TikTok của Linh thì đã đạt 3,8 triệu lượt follower chỉ sau vòng chưa đầy 1 năm. Và kênh YouTube của Linh cũng hơn 100.000 lượt follower. Và cái điều này Linh không chỉ dừng lại ở Linh mà đó là còn xây dựng cho vợ của Linh. Và kênh của vợ Linh thì chưa đầy 2 tháng thì Linh đã xây dựng cho kênh của vợ Linh đã đạt 2,9 triệu lượt follower ở trên cái TikTok. Và cái điều này không chỉ dừng lại ở Linh với vợ Linh mà còn trong đội nhóm của Linh, ví dụ như bạn Hương Lê, bạn Hiền Lê, bạn Hoài Vân, bạn Phương Mai. Ví dụ bạn Phương Mai thì đã đạt 2,9 triệu lượt follower chỉ trong vòng đó là chưa đầy 1 năm. Đó là ở trên kênh TikTok, ở trên YouTube là hơn 400.000 lượt follower. Và trên Facebook cũng hơn 400.000 lượt follower. Và bên cạnh đó như bạn Hoài Vân cũng hơn 1,4 triệu lượt follower. Bạn Hiền Lê cũng trên 1,5 triệu lượt follower. Bạn Hương Lê cũng là trên 1,4 triệu lượt follower. Và rất là nhiều bạn khác. Linh tổng số lượng hiện tại là hơn 20 kênh như vậy đạt trên đó là 1 triệu lượt follower. Và rất nhiều cái video hàng triệu lượt xem. Về cái bí mật đằng sau ở đây đó là gì? Đó là những kịch bản hàng triệu lượt xem, hàng triệu lượt follower. Làm thế nào để chúng ta có được những cái công thức để chúng ta có được những kịch bản hàng triệu lượt xem, hàng triệu lượt follower? Thì chúng ta hãy mời Linh một bữa ăn trưa và Linh sẽ tặng lại chúng ta 5 ngày học này. Và để chúng ta đăng ký, chúng ta chỉ cần đơn giản click vào nút đăng ký ở dưới đoạn video clip này và chúng ta đăng ký tham dự vào chương trình. Vì sao Linh phải đưa ra một cái mức phí là bằng một bữa ăn trưa? Bởi vì thực sự đó là Linh muốn lọc ra những con người chất lượng, những con người thực sự cam kết muốn thay đổi về cái công việc kinh doanh của mình, muốn giá cái quảng cáo chúng ta ngày càng giảm xuống và chúng ta ngày càng gia tăng doanh số, gia tăng lợi nhuận của mình lên. Thì đó là lý do tại sao Linh phải đưa ra một cái mức phí bằng một bữa ăn trưa. Cái số lượng cái chương trình này Linh chỉ làm tối đa là 1.000 người. Vì vậy cái số người này nó là một con số giới hạn, nên chúng ta cần phải gia tăng, chúng ta đăng ký ngay bây giờ để chúng ta sở hữu tấm vé này. Và bây giờ số lượng người đăng ký rất là nhiều và đăng ký rất là nhanh, nên vì vậy chúng ta cần phải hành động nhanh, chúng ta đăng ký ngay để chúng ta sở hữu tấm vé này. Cái chương trình này trong 5 ngày này Linh sẽ chia sẻ điều gì? 5 ngày này, cái ngày đầu tiên Linh sẽ chia sẻ chúng ta về cái lý do tại vì sao chúng ta cần phải có một cái kênh hàng triệu lượt xem, hàng triệu lượt follower. Điều đó sẽ ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của chúng ta như thế nào, điều đó sẽ ảnh hưởng tới cái công việc kinh doanh của chúng ta ra sao. Nó sẽ giảm cái chi phí quảng cáo chúng ta gấp cả 10 lần so với trước đây, thậm chí là 20 lần so với trước đây. Ví dụ như bạn Phương Mai bây giờ không cần phải chạy quảng cáo, nhưng cái doanh số và lợi nhuận của mình vẫn tăng nhiều hơn so với trước đây rất nhiều. Và đó là ví dụ cụ thể rất là điển hình. Cái điều quan trọng đó là làm thế nào để chúng ta gia tăng doanh số, làm thế nào để chúng ta gia tăng về lợi nhuận ở thông qua chương trình này. Thì đó là 5 cái ngày học. Thì ngày đầu tiên chúng ta sẽ lý giải lý do tại vì sao chúng ta cần phải có những cái kênh hàng triệu lượt xem, hàng triệu lượt follower. Và cái buổi thứ hai của chương trình này đó là chúng ta sẽ học về cái cách mà chúng ta tạo ra một cái chủ đề, chúng ta chọn ra một cái chủ đề phù hợp với bản thân mình. Và khi mà chúng ta chọn một cái chủ đề để chúng ta tạo ra một cái sức bật khi mà chúng ta tung cái kênh của mình lên trên Facebook, YouTube và TikTok và làm cho mọi người bị ấn tượng, làm cho mọi người nhớ đến và mọi người phải theo dõi, phải xem và thích thú hào hứng với cái chủ đề mà chúng ta đưa ra. Và cái buổi thứ ba của chương trình đó là chúng ta sẽ học về cái cách làm thế nào để chúng ta có được những ý tưởng để có hàng triệu lượt xem. Bởi vì khi chúng ta đã có được chủ đề rồi thì điều quan trọng đó là làm sao để chúng ta có được những ý tưởng để có hàng triệu lượt xem với những cái chủ đề đó. Và buổi thứ tư của chương trình đó là chúng ta sẽ học cách biến những ý tưởng chúng ta thành những cái kịch bản để chúng ta dẫn dắt người xem từ những cái video đầu tiên đến video thứ hai đến video thứ ba, và sau đó người ta xem từ đoạn đầu video rồi đến đoạn giữa video và cuối đoạn video, và sau đó người ta xem, người ta bị cuốn hút, người ta bị kéo vào trong đó, và sau đó người ta vỡ òa vì cái clip này, và sau đó người ta sẽ lan truyền, người ta chia sẻ và người ta gửi đến cho những người bạn bè, và chúng ta có được hàng triệu lượt xem, và chúng ta có hàng ngàn
cái lượt chia sẻ là hàng chục ngàn lượt chia sẻ, thậm chí là hàng trăm ngàn lượt chia sẻ, và chúng ta lan tỏa cái thông điệp của chúng ta khắp mọi nơi và làm cho mọi người cảm thấy cuồng nhiệt với những cái video của chúng ta, cảm thấy thích thú với những video của chúng ta. Và đặc biệt ở ngày thứ 5 của chương trình, đó là chúng ta học cách, đó là chúng ta kiếm tiền với những cái lượt xem và lượt follow ở trên mạng xã hội. Bởi vì có rất là nhiều người, Linh biết được rất nhiều người có hàng triệu lượt xem, hàng triệu lượt follow nhưng họ vẫn không kiếm được tiền ở trên Internet. Thì trong chương trình này, Linh sẽ chia sẻ cho ta về những cái công thức, về những cái cách thức làm thế nào để chúng ta kiếm được nhiều tiền hơn so với những gì mà chúng ta nghĩ. Nó không chỉ dừng lại ở việc mà chúng ta kiếm tiền từ việc quảng cáo, không chỉ dừng lại ở việc mà chúng ta live stream, mà làm thế nào để chúng ta tạo ra những cái dòng thu nhập từ đầu, làm thế nào để chúng ta ngày càng gia tăng cái doanh số và lợi nhuận của chúng ta nhiều hơn. Và cái thu nhập chúng ta không chỉ dừng lại ở Việt Nam mà chúng ta có thể vươn ra với cả thế giới, và chúng ta không có thể thu nhập là hàng chục triệu đồng, hàng trăm triệu đồng và thậm chí hàng tỷ đồng mỗi tháng từ việc mà đó là khi mà chúng ta có được những cái kênh hàng triệu lượt xem, hàng triệu lượt follow. Và tất cả những điều này làm sao để chúng ta biết được là chương trình này có hiệu quả hay không, đó là chúng ta nhìn vào cái kết quả của Linh. Bởi vì Linh là người đã ứng dụng và đã làm nó thành công trong hơn một năm qua, và không chỉ dừng lại ở Linh mà Linh giúp cho toàn bộ đội nhóm của mình. Thì cái điều này nếu như chỉ cần một mình Linh làm thì nó có thể là may mắn, hai người làm có thể là may mắn, ba người thì cũng có thể là may mắn, nhưng khi là bốn người, năm người, mười người, hai mươi người thì điều đó không phải là may mắn nữa, mà đó là một cái công thức, nó là những cái bí mật mà chúng ta cần phải khám phá ra. Và trong chương trình 5 ngày này, chúng ta sẽ đúc kết và chúng ta khám phá ra những cái bí mật để làm sao để chúng ta có được gia tăng cái doanh số của mình, chúng ta gia tăng cái lợi nhuận của mình. Kể cả chúng ta chưa biết cách làm video trước đây, chúng ta chưa biết làm kịch bản trước đây, thì chúng ta vẫn có thể đăng ký tham dự chương trình này để chúng ta bắt đầu kiến tạo ra cho mình những kịch bản hàng triệu lượt xem, những cái kênh hàng triệu lượt follower. Nếu chúng ta là chủ doanh nghiệp, chúng ta gia tăng cái doanh số của mình, chúng ta phát triển cái mô hình của mình lên và chúng ta nhân rộng cái quy mô doanh nghiệp chúng ta nó lớn hơn nữa. Hay là những người chúng ta bắt đầu khởi nghiệp thì chúng ta biết cách để có những cái khách hàng họ thích thú, họ hào hứng, họ sẵn sàng mua cái sản phẩm của chúng ta, thì đó là điều rất là tuyệt vời. Và đặc biệt là những người mà chúng ta chuẩn bị bắt đầu khởi nghiệp, chúng ta chưa biết cách tìm sản phẩm ra sao, chúng ta chưa biết cách bắt đầu như thế nào, thì đây là cái chương trình để mở rộng ra cho chúng ta những cơ hội để chúng ta phát triển cái sự nghiệp của mình. Nên vì vậy đây là cái chương trình nó rất là đặc biệt, và bản thân Linh là người đã trực tiếp làm nó, Linh đã ứng dụng nó, Linh đã có sự thành công với nó và đã bắt đầu kiếm tiền được từ việc là lượt xem và lượt follower. Nên Linh sẽ chia sẻ cho chúng ta những cái điều nó căn bản và những điều cụ thể và những điều chính xác để chúng ta ứng dụng từng bước để chúng ta làm, và Linh sẽ không làm phí phạm bất kỳ một thời gian nào của chúng ta trong 5 ngày học này. Nên vì vậy chúng ta hãy đăng ký nhanh và chúng ta sở hữu cái tập vé này bằng cách đó là chúng ta hãy mời Linh một bữa ăn trưa, Linh sẽ tặng lại chúng ta về 5 ngày học đặc biệt này. Và chúng ta hãy click vào nút đăng ký ở dưới đoạn video clip này để chúng ta tham dự vào chương trình này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả chúng ta ở chương trình này.